vậy? Vậy? Dạ cậu râu cái vậy? Cậu râu là cái cậu râu. Hello của chú anh chị nha, lại là em đây, Mì Tao đây. Hôm nay em tiếp tục cái clip troll mà cái vụ shipper của chú anh chị. Hôm nay em cho tiếp gặp shipper hết luôn. Còn chú anh chị mình đón xem nha. Bây giờ hỏi anh Nhanh. Anh Nhanh làm shipper. Alo, hành động đi anh Nhanh. Rồi rồi, ok. Ok. Chú anh chị mình đón xem nha. Theo em. Hello. Là em, là em, là em. Rồi. Tới đi rồi, như vậy. Rồi. Tới đi rồi tôi đón. Tới ngay chỗ trước cửa có đám cây rụt á. Đi tiếp. Hàng gì vậy? Mày còn hỏi tao nữa hả? Hỏi phá thôi mà còn hỏi. Này ơi, nay được nhận ra da cậu râu thiệt kìa. Có hổm là shipper lụi da còn hai là shipper. Có hổm là shipper lậu, nay là shipper thiệt nha. Hổm thiệt pha ke tại hình đi. Để tôi. Hello. Lừa được ổng rồi. Tính cục lục cục hình như bởi hàng gì rồi. Ừ. Dám lắm à. Mẹ biết phải khui ngoại. Hàng mình khi dục tới dục lui qua hàng điện tử. Lấy nè. Kéo tao vậy. Khi qua hàng điện tử này nè, là đó bởi hàng hư hàng là tiêu luôn á. Kêu hàng hoàn trả tiền này kia đồ nó khó khăn lắm. Vậy giờ có cần quay video khi nhận hàng không? Nhận cái gì muốn vốn nó. Quay lại chứ giờ cho vui đâu, mình đâu có khiếu nại được. Thôi vậy. Cái hàng cũng nguy hiểm lắm á. Nhận cái hàng mình thấy nó đăng nhẹ không rồi mình nhận loại hàng mình kỳ hàng đâu. Đúng rồi. Đặt hàng ở nặng cha đặt đâu hả? Ôi thì nước ở trong mà ấy thấy đẹp đó rồi. À, bấm vô rồi nó kêu điện không tin, điện không tin rồi nó gửi hàng về. Đặt cọc trên mạng rồi nghe. Nói cho con mi biết để hả, đặt chùm cho, đặt thêm đó hả. Ba cái thằng trên mạng mà không có uy tín này kia là để lừa. Cái sớm uy tín nhiều người theo dõi rồi đánh giá nhiều mình mới dám đặt. Chứ đâu phải đặt đâu. Giao hàng không có phí mà cái hàng giao hàng tàu lao là tiêu luôn. Có người hả đặt trả lời nó giao gì giao cục gạch đá như vậy. Đúng rồi, giao cục gạch cục đá giao mà đặt này giao kia lừa đảo á. Ui đồ quỷ cái mấy trăm ngàn nó lẻ đâm phá lừa lừa. Trời ơi vậy chứ một mình ra 200 một chục người hết 2 triệu rồi. Trăm người là nhiêu cái gì vậy hả nội? Vậy vậy da cậu râu cái vậy? Cậu râu rồi, cái cậu râu người ta cái lỗ kia là cái này. Chợ nó quá đâu có gì vậy. Thì sẽ đặt cho cậu râu chứ. Vậy chứ sẽ đặt gì? Đặt gì? Thì giao cậu râu mà đều giao lỗ câu đó cả. Cậu râu đó đẹp lắm. Cái kia là cậu. Cái mà nó có ba cái chân nó xe nè. Rồi cái cậu đẹp lắm chứ đâu phải vậy. Rồi vậy là bị có... Rồi vậy là giống nó nghe. Chẳng kèm theo đâu. Giống nó bị lừa lắm nha.
đâu đó. Trời ơi, tưởng bị lừa chứ. Tại vì là nó tặng cái này là nó tặng nè. Còn cái này là nè. Cái mà... này là cái đầu đâu mà cạo. Cái bùn rớt cổng không, nhiều khi xin nó bị sợ nãy người lật cục lật cập. Kìa vậy? Keo chứ có gì. Không lẽ bánh keo cho cha dán đâu. Dán vô cái dịch đây là cái bể lông vậy á. Bánh keo không lẽ đây bánh keo này. Đúng rồi, keo. Đúng rồi. À, bánh keo này chắc bánh keo dán râu nè. Dán râu á. À, bánh dán râu vừa cao vừa cao. Rồi, thử ra, thử ra. Thử ra, thử ra, râu nhóc nhóc luôn rồi. Thử ra. Mình gịch đâu mà dán râu mẹ. Keo dán râu mà. Vậy chứ nó tặng cùng con keo chị. Bà mẹ nè. Rồi cha đặt hàng cái tính mạng này sao á. Ai chú bay phá tao nữa hay gì vậy. Phá vậy. Ai rồi con biết rồi, con biết rồi. Con biết cái con keo này là rồi đâu, hiểu rồi. Nè, là vậy nè. Em cảm thấy em này vậy nè. Đó. Đi cặp vô vậy hả? Đúng rồi. Nè nè nè. Rồi cho mình dán lại vậy nè. Ờ đúng rồi. Đó quá rồi nè, lấy cái kéo ra rồi. Lấy kéo ra rồi. Nè. Đó. 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 Nani. Wow. Mày nè. Đó cạo nè, này nè. Lao quá mẹ. Ra ra cầm cái này nè. Ra cầm. Ai đúng rồi. Dao. Nè. Dao đã lắm, nó kiện lên cái này nó cái cùi này nó dễ cầm. Nè. Để dễ cầm. Nhưng khi nó vậy nè. Chuyện đặt gì nữa. Nè à, đó, đúng rồi, đúng rồi, những khi cha đặt gì phải không? Đẹp nó. Mình cầm cái này thì nó nhỏ quá. Ừ. Mình cầm những cái chuột đó. Mẹ ơi. Tay còn cầm này vừa tay cầm. Nè, ta thật mời ta thử cho cầm thử cái ai nè. 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 Gì? Dạ, giờ có cái hội chị. Không có gì đâu coi. Bởi mi tạo. What? Ủa mi tạo nào hả? Ủa mi tạo nhớ phải hộp sữa. Mi tạo nào hả? Chứ sao nát cho con đau. Làm với con. Tối ngày. Hoa. Nè cái này đi. Cái này xài đẹp chết xịn luôn à. Này đem qua khoe giống cá đâu. Tới nay bao ngày rồi không ấy nữa. Gửi cái nhận đắt. Chứ chơi đặt chứ sao giao liền được. Thôi chơi giờ chứ nhận rồi sớm. Sao không đi xuống 10 lít chứ xuống dưới đây nó điện thoại nhận hàng rồi cũng 219.000 á. Để xuống lấy ra. Nên đặt cái chỗ này thì đâu mà lâu giao hàng lâu chết. Bình thường có đặt cái 2-3 bữa nhận được hàng. Ai biết đâu, giúp giúp qua từng ngày đó. Thấy nằm rút qua Hà Nội nhận biết. Phi hàng quốc tế. Hàng quốc tế là quốc tế. Wow, đúng rồi. Cái đồ con râu vậy phải chứ. Rồi đúng không? Ba đầu nè. Nè giống này không? Cái này thì thường một đầu. Y xì luôn nè. Một đầu. Hả? À. Đầu của mày á, đầu mày á. Giống mà. Giống y xì luôn á. Cái này giống giống có cái đầu cũng là con râu. Cha mà xài cái này thì con đảm bảo cha là không ai có luôn á. Mình cha có luôn á. Im tay luôn á. Chỉ cần hả mỗi lần xài số 10k là cạo nè. Cầu gì không cha? Cầu gì đấy? Con đó mà. Con đó mà. Mày có phá được hả? Sao mà mẹ đặt không có đồ con râu mà. Phá nó phá luôn hoài. Ai kêu vô hàng lâu quá chị? Hớt cái đầu rồi cho mày biết. Ai kêu mình shipper giao hàng lâu quá làm chi? Cái giao lâu nữa rồi con phá nữa. Cái điện cháu giao là mấy ngày nay mấy ngày trời không giao. Chắc quỷ đơn. Mấy anh shipper nào mà giao hàng cho tía nha. Nhớ giao lại lẹ nha. Mấy anh chúng tôi tía bị trôi nữa đó. Em kết thúc clip đây cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị clip sau nha.